Như vậy thì ở chỗ này thầy đang cần các bạn làm việc với một cái thẻ. Đây, một cái thẻ. Thẻ của mình là thẻ H1 về tôi. Một cái ảnh IMG, một cái thẻ H3 và một cái phần thông tin là thẻ B. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ code theo cái code này để làm sao mà làm được cái thẻ giống như cái card visit ha. Ok. Thầy sẽ tạo ra một cái file mới. File này thầy sẽ để là bình TQ đi ha. .html. Tại vì giới thiệu về bản thân mình cho nên là thầy sử dụng là bình TQ. Và thầy sử dụng cấu trúc là HTML5. Nó có sẵn cái khung. Đoạn này chúng ta cũng có thể là sử dụng khung sẵn, không cần phải gõ. Nếu cần thì chúng ta sẽ tinh chỉnh và điều chỉnh thôi, chứ không nhất thiết là chúng ta phải nhớ hết tất cả. Chúng ta hiểu vấn đề là được. Chỗ này thầy sẽ đổi thành là Trần Quang Bình. Rồi. Ở dưới này thầy đang có nhu cầu như cái đề chúng ta yêu cầu là chúng ta có thẻ H1 về tôi. Thẻ image là một cái bức ảnh. Như vậy ở chỗ này thầy sẽ có một cái thẻ H1. Và thầy để là về tôi. Và ở phía dưới thầy có một cái ảnh IMG Enter. Thì cái sọt này thầy sẽ lên thầy tải một cái ảnh của chúng ta. Các bạn có thể là sử dụng một cái ảnh, ví dụ như các bạn tải cái person png. Person icon đi. Ok. Các bạn sẽ tải một cái bức ảnh person icon. Mình sẽ lấy một cái icon nào đó để mà mình về làm ảnh đại diện. Hoặc các bạn sẽ lấy chính cái ảnh của mình cũng được ha. Ví dụ thầy lấy cái ảnh này. Đó, ảnh này là ảnh đại diện thôi. Cho nên là các bạn có thể sử dụng bất kỳ ảnh nào. À, ảnh chú bé này cho nó dễ thương. Một là chúng ta xài link. Hai là chúng ta tải bức ảnh này về luôn. À, các bạn có thể copy cái email này. Trong dự án của mình, các bạn sẽ tạo cho thầy một cái folder image. Và bên trong này các bạn dán cái bức ảnh đó vô. Đây, bức ảnh của chúng ta đây. Được chưa nào? Và chúng ta quay lại cái trang. Thì ở chỗ này chúng ta lưu bức ảnh ở trong cái image. Thì chúng ta bấm xịt image ở đây. Enter. Và cái bức ảnh của chúng ta image png. Enter. Ha. Chỗ này alt là cái thông tin, nếu trong trường hợp bức ảnh mà nó không hiển thị được thì nó hiển thị cái chữ, thì chúng ta gọi chỗ này là ảnh đại diện. Ảnh đại diện. Rồi, ở phía dưới thầy có một cái thẻ. Và trong này thầy đang yêu cầu các bạn là thẻ H3 giới thiệu bản thân. Chỗ này thầy có một cái thẻ H3 giới thiệu bản thân. Và ở dưới thầy có một cái thẻ P. Thẻ P ở đây thầy giới thiệu bản thân của mình. Tôi là một giảng viên công nghệ thông tin. Rồi, đang công tác tại Đại học FPT, ví dụ như thế. Rồi, thầy chạy cái trang này lên.
Rồi, đây là trang web của mình ha. Về tôi, hình ảnh, bản thân, một đoạn giới thiệu. Như vậy thì trang web của mình nó chưa có thông tin về màu sắc, cho nên tất cả màu của chúng ta đang là một màu đen nền trắng. Được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ sử dụng tiếp một cái đoạn code mà các bạn học tiếp theo ở đây. Đoạn code của chúng ta là về CSS. CSS Scandinavian Style Cell là sẽ cho chúng ta định dạng cái đoạn HTML của mình cho nó đẹp hơn. Đúng không? Đây là cú pháp. Mình có thể B, ví dụ màu là gì. Đúng không? Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ sử dụng cái CSS inline trước. Tức là chúng ta sử dụng cái đoạn CSS ngay ở trong cái đoạn HTML luôn. Ngay trong đoạn HTML. Được chưa nào? Như vậy thì ở chỗ này đối với lại cái code của mình. Không? Code của mình. Ví dụ thẻ H1. Thẻ H1 ở chỗ này thầy sẽ có màu. Thì thầy để là style. Các bạn sẽ để style. Ví dụ như các bạn sẽ cho là color. Thầy sẽ cho màu xanh. Color màu xanh. Lưu lại. Qua đây. Xem lại cái bài của mình đâu rồi nhỉ? Bài của mình mất rồi. Mình sẽ mở lại cái bài của mình cái. Chạy lại. Rồi, như vậy về tôi màu xanh. Nhưng mà màu xanh này thì nó hơi hơi sáng. Ha, mình nhìn thấy không rõ. Vậy mình đổi ở chỗ này màu khác nào. Color. Rồi, mình đổi cái màu khác. Ví dụ như ở đây nó không có thì mình gõ vô là blue. À, các bạn sẽ gõ màu vào. Lưu lại. Được chưa nào? Các bạn sẽ thực hành ở chỗ này giúp thầy thử ha. Tương tự như vậy, các bạn có thể thay đổi cái code ở chỗ giới thiệu bản thân. Ví dụ, ở chỗ giới thiệu bản thân nó là H3, các bạn sẽ thêm cái code là style. Và các bạn sẽ chọn cho thầy color. Ví dụ, mình để màu red đi cho nó nổi, mình dễ thấy. Xem thử nó đã thay đổi được những gì. Đây, giới thiệu bản thân. Được chưa nào? Đây là code của chúng ta. Các bạn sẽ view lại cái code giúp cho thầy. Các bạn thấy rõ được code không? Ừ, rồi, đó là code. Các bạn sẽ xem chúng ta có một cái thẻ H1 để lưu cái chữ về tôi. Và cái style colors mình sẽ cho là màu xanh. Image mình sẽ tải về. Rồi giả sử ở chỗ này khi mà click chuột vô cái ảnh thầy muốn nó nhảy đến cái trang web của thầy chẳng hạn. Ví dụ thầy có cái trang web thì thầy đang muốn là khi mà click chuột vào cái ảnh thì nó sẽ nhảy đến cái trang web của thầy. Ví dụ như vậy. Thầy sẽ lấy cái đường link trước ha.
Đây, trang web của thầy. Xem kênh của bạn. Rồi, thầy sẽ lấy cái trang web này đi ha. Và thầy sẽ muốn nhảy đến thì trước tiên thầy sẽ có một cái thẻ A. Thẻ A. Và chỗ này nó nói là href liên kết đến gì, thầy dán cái trang web của thầy vào. Và thầy muốn cái hình này thì khi click chuột vào cái hình thì nó sẽ liên kết đến. Thì thầy bỏ cái hình này vào bên trong thẻ A. À, bỏ cái hình vào bên trong thẻ A. Thì khi mà chúng ta click chuột vào cái hình, nó sẽ nhảy đến cái trang web của thầy. Đó là thẻ A liên kết đến cái gì? Thì tất cả những gì mà các bạn bạn đưa vào bên trong thẻ A, nó đều có thể liên kết đến. Bây giờ quay trở ra đây. Đây, mình click chuột vào cái hình, đúng không? Tắt cái này đi. Khi mình click chuột vào cái hình, nó sẽ nhảy đến cái kênh YouTube. Hoặc là bạn liên kết đến bất kỳ một trang nào thì bạn đưa cái link vào. Đó. Rồi giả sử như ở chỗ này, cái chữ giới thiệu bản thân hiện nay là nó không có liên kết được, đúng không? Cái tôi là một giảng viên cũng không liên kết được. Vậy thì mình sẽ thay đổi bằng cách đưa hai cái thẻ này vào bên trong. Ctrl X. Enter vào bên trong thẻ A. Thì khi mà mình đưa vào bên trong thẻ A thì giới thiệu bản thân cũng liên kết đến. Tôi là một giảng viên cũng liên kết đến. Đó, được chưa nào? Như vậy các bạn đã hiểu được cấu trúc của một số thẻ cơ bản mà mình sử dụng trong HTML chưa? Đó là những thẻ rất là cơ bản ha. Các bạn muốn thì các bạn có thể là đặt để các cái thẻ hợp lý so với lại cái nội dung của mình, thì cái trang web của các bạn nó sẽ hoạt động với những cái hoạt động theo ý mà mình mong muốn. Đây là code các bạn có thể tham khảo để viết thêm. Thì buổi hôm sau thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn định dạng được một cái thẻ mà nó có thể bo góc ha, định dạng được một cái thẻ mà nó có thể bo góc tròn đẹp và nó có thể là có được cái vùng biên bo góc luôn cho nó đẹp luôn đó ha. Buổi hôm sau thầy sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số cái CSS để cho các bạn làm cái phần giới thiệu này ra giữa luôn, mình có một cái cách ra giữa cho nó đẹp luôn, được chưa nào?